Xin chào mọi người và nhất là các em gái tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Đây là video clip anh Ba Tử Vi làm về cái tử vi vận hạn của 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. Một cái năm có thể nói là bắt đầu của cái đại hạn 10 năm đối với người của tuổi của các em. Báo hiệu rằng là mình sẽ có 10 năm liên tiếp sẽ có nhiều thay đổi, không có được tốt đẹp cả trong việc công việc lẫn tình cảm, mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vốn dĩ người tuổi Mậu Thìn thì như những cái video mà ở các cái năm 2017, 2018 anh làm thì anh có nói rằng người nữ mạng Mậu Thìn thì do là cái can chi cùng hành, đó là Mậu Thổ Thìn cũng Thổ luôn, cho nên là có nhiều thuận lợi trong công danh tài lộc, dễ tạo nhà cửa đất điền sớm. Phải nói là mình có cái sự thành công tốt đẹp nhiều hơn ở những cái năm bắt đầu trước cái năm 32 tuổi này. Là người khôn ngoan trước tuổi, lại là người có nhiều tham vọng nữa, lại là người nữ Mậu Thìn, thì như đã nói là vốn dĩ cái tuổi Thìn là một cái phúc tinh, một cái phúc về trong 12 con giáp, cho nên là hình thể cũng là thuộc là dạng là thanh tao đẹp đẽ, cho nên là phụ nữ mà mình có một cái vóc dáng đẹp thì mình cũng có cái sự sáng lạng nhiều hơn, tốt đẹp hơn. Nếu để chọn một người mà xấu với là một người đẹp ở trong cái mọi cái cương vị thì người ta nên chọn, thường là chọn người phụ nữ đẹp, cho nên là người phụ nữ đẹp có vóc dáng đẹp, có ngoại hình ưa nhìn thì ngược lại cũng rất là thăng trầm trong cái tình duyên tình cảm, chứ không có được tốt đẹp về mặt tình duyên tình cảm ha. Người ta gọi là nếu mà thuận sanh vào mùa đông và mùa xuân á, thì có nhiều tốt đẹp từ danh lộc đến cái tình duyên. Nếu như các em nào mà sinh vào mùa xuân thì ở trong giai đoạn này đang là giai đoạn thịnh vượng, có thể nói là cả về tiền tài tình cảm. Người ta nói là cuộc sống của người sinh vào mùa xuân và mùa đông á, thì tốt đẹp mọi điều. Tuy nhiên nó là nghịch sanh lỗi số, mà nhất là sinh vào ban đêm của cái mùa hạ thì phải vất vả bôn ba, duyên nợ thì rất là đa đo, số có thể là nhiều đời chồng, không vì thiếu tiền bạc, không thiếu vì là như đã nói là người của các em nó thì không lo về việc tiền bạc, dù là sinh vào không thuận sanh. Người đẹp thì không sợ đói đúng không? Cái vấn đề là mình muốn no như thế nào và mình muốn nó ra sao thôi, chứ còn là người đẹp thì đâu bao giờ sợ đói đâu. Đa phần các em thì như đã nói thì có cái vẻ ngoài rất là ưa nhìn, thanh lịch, nhưng bên trong lại là một cái người rất khó đoán, tham vọng và đặc biệt là cứng đầu, hay người rất là quảng giao. Tuy nhiên là một khi mà đã quyết cái gì thì có bạn bè có khuyên bảo cỡ nào thì cũng như không. Cái đó là cái đặc điểm của người mà Mậu Thìn nữ mạng. Thay vì người kỹ tị, tuy họ ích kỷ như vậy nhưng mà họ chịu lắng nghe. Nhưng mà nếu mà người Mậu Thìn thì không có lắng nghe, chỉ có muốn quyết mọi chuyện là của mình là đúng thôi. Cho nên là chính vì vậy khó có cái bạn bè mà chơi thân, gọi là bạn thì bè thì nhiều chứ bạn thì không bao nhiêu. Người ta nói các em mà gặp thất bại nhiều nhất vẫn là cái giai đoạn đại hạn 10 năm từ 32 đến năm 41 tuổi này, là cái giai đoạn này là rất là nhiều thân chồng ở trong cuộc sống, đặc biệt là về mặt tình duyên. Tuy là người tốt bụng nhưng mà là do là người có gốc của người tuổi Thìn đó, cho nên là hay chứng tỏ mình tốt bụng đó, dễ, nhưng mà hay nói là các em là dễ bị hiểu lầm, đặc biệt là nói người ta thì được nhưng mà người ta nói mình là dễ tự ái, không thích ai phê bình, dễ sinh bực tức nóng nảy, là người thì gọi là không có thích thể hiện cái tốt của bản thân mình, mà chỉ thấy là tôi vậy đó thích chơi, nhưng mà thực chất trong lòng mình có người có thể nói là người này là ngoài lạnh trong nóng, trong sống là tình cảm, quảng giao nhưng mà tình cảm, nhưng mà thật sự ra là chính vì cái tính này cho nên là không có
thuận lợi về cái mặt anh em, do là mình quảng giao bên ngoài, nhiều người anh em nó sẽ nói thân với bà còn tốt người ngoài hơn là tốt với tôi, hoặc là làm cho mình có những cái nó không có được ok cho cái mặt anh em, số mình nó như vậy. Trải qua cái sau cái năm 42 tuổi thì mới thật sự là gọi là ổn định được. Sau năm 42 tuổi, sau nhiều thất bại, có thể là thành công sớm trước năm 32 tuổi của các em, thì các em tẩy lại và sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều cái chống phá, nhiều cái sự trắc trở ở trong cái giai đoạn từ 32 tới 42, 31 tới 42 tuổi này. Sau đó thì các em còn sẽ rút ra kinh nghiệm của cuộc sống, mình đúc kết và mình trở thành một cái người tốt đẹp hơn. Chữ Mậu thì đa phần nữ bạn mà nắm chữ Mậu thì tình duyên rất là trắc trở, khó định số duyên ha. Mậu Ngọ thì vợ chồng đến tiến đến hôn nhân rồi thì mới trắc trở, còn người mà Mậu Thìn thì do là quản giao quá, bay ra ngoài nhiều quá cho nên là chồng con sẽ thấy cái hay ghen và đem đến nhiều cái điều rất là phức tạp. Cho nên là các em Mậu Thìn cố gắng ha, khi mà mình có cái khuyết điểm đó thì mình đẹp thì đúng là hoa đẹp thì sẽ thu hút nhiều ông bướm, còn vấn đề là ở lại của mình thôi ha. Đừng có thấy con ong khi nó đẹp quá hơn con ong ở nhà, con bướm khi nó đẹp hơn con bướm ở nhà thì có chuyện thì ráng chịu thôi. Thời buổi này thì cái việc tình cảm nó rất là dễ sa ngã, dễ đưa người ta đến những cái việc mà nó không tốt đẹp. Rồi, đó là cái thiên tính cũng như là cái vận hạn cả đời của người Mậu Thìn, một trong những cái người mà có thể nói là mình cũng khá có ân oán tình thù ha. Thôi thì bây giờ vận vào cái năm đầu tiên của năm đại hạn 10 năm thì nó sẽ ra sao? Đầu tiên hết đó là các em là mạng đại lâm mộc, năm nay là năm bình địa mộc, cho nên là bổn mạng là mộc đồng hàng, cho nên là sức khỏe bổn mạng không có vấn đề, có thể còn có tốt đẹp cho những cái phúc tinh và tài tinh. Tuy nhiên sao thì không tốt đẹp, đó là sao thổ tú, rối rắm bất an. Người ta nói mà nữ mạng gặp sao thổ tú chiếu mạng á thì công việc làm ăn có phần khó khăn, gia đình tình cảm mọi thứ nó đều có những cái phần rối rắm bất ổn. Sao thổ tú thì thuộc hành thổ, cho nên là người mạng mộc là khắc thổ, cho nên là cái dù gì đi nữa thì mạng của các em cũng khắc cái sao, cho nên là cái sao này nó cũng không quá đem đến nhiều hung hại to lớn. Tuy nhiên là đừng nói là nó không có, có nhỏ thì cũng muốn mệt rồi. Người Mậu Thìn thì hay suy nghĩ, ngủ không được, là gọi là gì, bị suy nghĩ quá hay bị trầm cảm. Nhìn bên ngoài thì rất là ok vui vẻ, nhưng mà bên trong họ là một cái sóng cuộn gồn rộn, cho nên là khi mà gặp nhiều cái trắc trở thì người Mậu Thìn sẽ hao tổn về sinh lực rất là nhiều. Hạn của năm á, Kỷ Hợi 2019 đối với người mà Mậu Thìn đó là hạn hình tiền, tức là phòng bệnh nặng. Hạn hình tiền á, thì cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, có thể và lâm bệnh nặng vào những cái tháng xung khắc của bản thân, đặc biệt là cả tháng 9 năm lịch, tháng Tuất ha. Rồi, tháng Tuất của năm nay á, là tháng một tháng hỏa nữa, cho nên là vừa bị xung rồi vừa bị sinh xuất bản mệnh mộc sinh hỏa nữa thì cần cẩn trọng nhiều điều ha. Rồi tiếp tục là vận niên của năm Kỷ Hợi 2019 mà đối với người Mậu Thìn đó là một vận niên rất là xấu, người ta gọi là vận niên xà âm tỉnh, tức là rắn bị nhốt đó. Gặp vận niên mà xà âm tỉnh thì báo hiệu công việc làm ăn cũng như mọi thứ sẽ gặp và cái việc chống phá, gặp mình ở trong cái môi trường mà làm việc mà quan vận hay là bị cái thì mình cũng giống như là mình bị nhốt, bức bối, bực bội, có nhiều cái sự khó khăn ở trong công việc, môi trường bị gò bó, không hợp với ý thích. Nhưng đây là cái năm mà bắt đầu của năm đại hạn 10 năm, cho nên là đừng có quá manh động mà thay đổi, phải cố gắng mà chịu đựng. Càng nhẫn nhịn thì càng tốt, cái này mà gặp vận niên xà âm tỉnh mà càng quẩy thì càng bị trầy da tróc dãy thôi, rồng mà bị nhốt trong củi mà ha, càng quẩy thì càng bị trầy da tróc dãy thôi chứ không được cái gì đâu.
cho nên là đừng có mà vì thế mà cương. Về thiên can ảnh hưởng nhiều đến công việc thì là kỷ gặp mậu, là xét về mặt tử vi thì kỷ mậu là bình hòa, không có tương hợp, không có tương khắc gì hết, báo hiệu một năm công việc vẫn diễn ra bình thường, tiền tài làm ra thì cũng vẫn ok. Mậu kỷ thì cùng hàng thổ rất là thuận lợi cho cái việc có tài nhưng không lớn lao, vì dù sao đi nữa thì vận niên sao hạn cũng không tốt đẹp. Địa chi thìn hợi, thìn hợi thì tự chủ bình hòa, không có hình hại, cũng không có tương khắc nhau. Tuy nhiên thìn gặp hợi là xét về mặt nạp âm ngũ hành là tương khắc nhau, hợi là thủy, thìn là thổ, cho nên là tương khắc nhau, cho nên là rối rắm gia đình sẽ làm rối rắm gia đình, tình cảm là một cái chuyện hiển nhiên sẽ có ở trong cái năm này. Có nhiều sách gọi rằng đây là năm hung niên, nhưng mà xét về sách của anh thì theo anh học thì nó không có quá nặng nề. Hung niên là tại vì người ta xét nạp âm ngũ hành thôi, cho nên là cũng không có đến nỗi nào. Như vậy phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành mà luận giải thì năm nay căn kỷ thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, cho nên là cung, cho nên là không có tốt đẹp cho người mệnh mộc của các em. Năm nay nên gọi là tốt ít xấu nhiều, với những cái gì mình phân tích ở bên ngoài thì không nên tính chuyện làm ăn to lớn lâu dài, nên làm các việc trong tầm tay. Người ta nói là tiền bạc của năm nay thì không thiếu, tuy nhiên là có rất là nhiều nỗi lo và gặp cái sự chống phá khó khăn, chứ không phải là năm nay không làm ra tiền. Cái năm không làm ra tiền là khác ha, còn năm nay là mình làm ra tiền, tuy nhiên là mình không có cảm thấy thoải mái, mọi chuyện nó cứ trục trặc, cái chuyện này chuyện kia hoài, làm cho mình cảm thấy mà mình bị khó thở. Nhưng mà phải nói rằng là người Mậu Thìn thì cũng là một trong những người rất là thích làm từ thiện, tu nhân tích đức. Tuy là các em còn trẻ đó, mới ba mấy thôi, nhưng mà cũng các em cũng là người có kính tinh tâm bảo. Cái chữ Mậu thì đa phần là như thế, thì hy vọng rằng với cái phước đức mình tạo được sẽ giúp các em vượt qua một cái năm bắt đầu của năm đại hạn 10 năm một cách nhẹ nhàng. Bây giờ thì mình sẽ xét xem cái sao hạn bên trong cái tử vi của năm kỷ hợi này nó ảnh hưởng đến sự nghiệp và công danh ra sao. Thì xét về tứ trụ thì với thiên thuận địa hung thì công việc làm ăn đang gặp thời. Có thể nói như anh đã nói ha, công việc làm ăn của người Mậu Thìn thì trong những năm vừa rồi thì nói chỉ có cái năm bắt đầu là năm 32 tuổi, là năm trước là gặp cái năm mà gọi là Mậu Tuất thì nó bị lục xung, gia đạo tình cảm vẫn có nhiều chuyện làm cho mình phức tạp, nhưng mà công việc thì vẫn không đến nỗi nào. Bây giờ vào cái thiên thuận thì là công việc nó đang gặp thời, có người làm ăn tuy tốt đẹp, tuy nhiên nếu mà để gặp địa hung tức là ảnh hưởng nhiều đến cái việc gia đạo và tình cảm, sẽ có nhiều rối rắm bất an, đặc biệt là năm nay rất dễ dướng vào lưới tơ tình mà xảy ra cái chuyện không tốt đẹp. Các em là nữ mà ha, lại là người rất là ưa nhìn, cho nên là lưới tình nó giăng đầy lắm, coi chừng cẩn thận nha. Nếu không muốn 10 năm tới mình gặp rất là nhiều khó khăn, dướng vào nó rồi thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến công danh sự nghiệp của các em rất nhiều. Xét về mặt tử vi, tiểu vận của năm kỷ hợi 2019 thì đi vào bại địa. Đối với người mà Mậu Thìn nữ mạng, người ta nói nó đi vào bại địa thì bất lợi cho công danh, tài lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có cái còn có thể chiêu cảm cái sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đại hạn 10 năm, tức là từ năm 31, tức là năm trước tới năm 40 tuổi, có tham lang phá quân thì gây bất ổn cho sự nghiệp và gia đạo. Tiểu hạn năm nay đang lại ở trong cái giai đoạn bắt đầu của đại hạn 10 năm xấu, nên càng phải dè dặt để tránh thua thiệt nặng hơn. Hơn lúc nào hết thì cái tiểu hạn của bại địa năm nay lại gặp luôn cả cái đại hạn 10 năm,
thì rõ ràng là mọi người mặt các em cần phải dè dặt. Nói chung là năm nay các em bắt đầu những cái sự khó khăn, cho nên là phải hạn chế mọi cái việc mà mình làm. Đặc biệt là năm nay không nên dính đến cái việc làm phi pháp, sẽ rất dễ xảy ra những chuyện bất trắc ha. Đừng có để có quan phủ trong hạn này mà làm cho cái mình phải đáo tụng đình mà sẽ khó khăn. Tọa cung tiểu hạn thì có tử phù nguyệt đức bệnh phù. Rõ ràng là năm nay có rất là nhiều tác nhân gây trở ngại trong công việc ha, đặc biệt là bệnh phù có khả năng gây cho mình bị bệnh ở trong cái năm này. Tuy nhiên là các em có trong cung tiểu hạn có cả giải thần, thì đây là một cái phúc tinh chuyên đi giải quyết. Giải thần là giải quyết những cái ông mà phát và bại tinh, ông khắc chế, ông phá và bại tinh một cách rất là đáng kể. Cho nên hy vọng rằng đó là cái việc khó khăn ban đầu của các em, giải thần này giống như là một quý nhân có người giúp đỡ để mà vượt qua một cách nhẹ nhàng, làm cho mình tươi tỉnh hơn, tốt đẹp hơn. Bên cạnh cái việc mà rõ ràng là với những cái tử phù này, bệnh phù thì rất là khó khăn. Tuy nhiên mình có nguyệt đức và giải thần đứng sau để hy vọng rằng sẽ giúp các em vượt qua cái sự khó khăn ở trong cái tọa cung tiểu hạn. Bên trong tọa cung tiểu hạn còn có là thiên không, thiên trù và thiếu dương. Thiên không thiên trù này thì rõ ràng là không tốt đẹp cho công việc. Chỉ có thiếu dương, nhưng mà thiếu dương đi sau thiên không thiên phù thì không phải là được phát huy hết tác dụng. Có thể là có thể nói là giống như là năm nay các em toan tính rất là tốt đẹp, nhưng mà không gặp thời gặp thế, hoặc là gặp như mình có thiếu dương là một cái mặt trời, tuy nhiên là bị thiên không thiên trù là một đám mây che đi, cho nên là cái sự phát quang của mình không tốt đẹp, làm cho các em sẽ có những cái thất bại trong công việc làm ăn. Đặc biệt với tướng quân quốc ấn mà đi trước quả tú thì rõ ràng là có đôi lúc là phải một mình đối phó nhiều mặt, nhưng hoàn cảnh thì có rất là nhiều cái trở ngại. Với cái này là tưởng tượng giống như là tướng quân quốc ấn là ở trên đó. Mình nếu mà làm trong hãng xưởng là mình sẽ bị đè, một mình giống như bị ngợp vậy đó. Cho nên là cần cẩn thận, đặc biệt là trong cái tháng 2 và tháng 10. Tháng 2 và tháng 9, tháng 10. Được chứ không phải là chỉ có riêng tháng 9, tháng 10 không ha. Rồi, với quan phù kiếp sát và cô thần cùng chung cái hạn thì có thể nói đây là những phá tinh. Rõ ràng là quan phù, kiếp sát, cô thần là những cái phá tinh rất là xấu, sẽ có nhiều, càng sinh nhiều rối rắm, có hại nhiều hơn là lợi ở trong cái hạn của mình. Tuy nhiên là mình có xấu thì mình cũng phải có tốt. Trong cung mệnh thì có long đức nè, tử vi. Đây là có thể nói long đức, thiên đức là cái tượng trưng cho cái sự phúc đức của mình được tích từ trước. Đây là cái thời gian mà mình có thể nói là đem ra xài, có ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống, có thể ngăn chặn được những cái phúc tinh, những cái phá và bại tinh. Ở trên thì có giải thần ở trong tọa cung tiểu hạn, ở dưới cung mệnh thì mình có thiên đức và long đức, sẽ giảm bớt cái phần mà tác hại của cái sự khó khăn ở trong năm nay. Tuy nhiên là nó chỉ khắc chế cái sự khó khăn chứ không có đem lại cái sự may mắn, đem lại cái gì tốt đẹp. Cho nên là đừng có mà mưu cầu cái chuyện gì lớn. Rõ ràng là nó chỉ cái long đức, thiên đức và tử vi này chỉ giảm phần tác hại của những cái sao xấu và cái phá và bại tinh thôi, chứ không có đem đến cho mình cái điều mà gì tươi sáng, tức là nó một mình đã phát huy. Và phải nói rằng là năm nay cố gắng tích càng nhiều phước, làm việc đức càng nhiều thì càng dễ dàng vượt qua cái năm
báo hiệu nhiều khó khăn này. Đặc biệt là có thiên quan quý nhân là cái phúc tinh, báo hiệu là rằng mình sẽ có cái người quý nhân giúp đỡ của mình khi mà mình gặp ra cái chuyện khó khăn. Ngoài ra còn có long trì là phượng cát và giải thần đi với thái âm, cho nên là long trì phượng cát giải thần thì thường là những người lớn mà nữ sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn là nam. Cái nam này thì người nam thì lợi dụng mình là chính, người nam mà lớn tuổi là lợi dụng mình là chính chứ không có phải giúp đỡ mình gì đâu ha. Có qua có lại ha, mình không có tiền thì có cái thứ khác ha. Như đã nói cho anh, mình gọi là tinh anh đẹp đẽ thì đàn ông mà là ông bướm dữ lắm, cho nên là cẩn thận nha. Đôi khi là cái người lớn đó không giúp được mình mà còn đem đến hung họa cho mình nữa, cho nên là cần cẩn thận. Nhìn chung các mặt năm nay sao hạn tử vi thì là đều bất lợi cho người nữ mậu thìn. Cuộc sống khó tránh khỏi thu thiệt khó khăn, đừng nên ỷ lại rằng mình thông minh, mình tài trí, mình hơn người ở nhiều điều, mình có sự may mắn của cái giai đoạn trước mà nghĩ rằng là năm nay mình cũng sẽ vượt qua một cách dễ dàng mà manh động sẽ đem đến nhiều thiệt hại. Gọi là nên năm nay gọi là nên an phận thủ thường, thì hoặc đi làm việc phước đức thì chuyển hóa khó khăn trở nên bình an, cố gắng cái duy trì cái công việc mình đang làm. Về mặt công việc, về mặt sự nghiệp thì nó cứ đều đều, tuy nhiên nó sẽ đem lại cho mình nhiều khó khăn. Tiền tài thì mình không phải lo, anh đã nói rồi ha, người nữ mậu thìn thì đừng lo đói, không bao giờ đói đâu, không cần phải cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên là mình muốn cái gì và mình sẽ, dĩ nhiên là con người ta sẽ không chỉ muốn chỉ đi chiếc xe ga 50-60 triệu ăn một bữa ăn 500-700 ngàn, nhưng mà người ta chỉ muốn người mậu thìn thì đi được xe hơi ha, ở một cái chỗ sang trọng và làm được những điều mà ví dụ như đi siêu shopping du lịch mà không cần phải suy nghĩ. Người mậu thìn thì tham vọng rất lớn như vậy, cho nên là tham vọng càng nhiều thì càng có nhiều cái hung họa mà kèm theo bên sau. Về mặt tình cảm, năm nay thì gia đạo bất an như đã nói ở trên rồi, bản thân thì có nhiều điều phiền muộn trong cái công việc, cho nên là gia đạo sẽ có phần bị bớt đi cái sự quan tâm. Nếu mà các em ở trong giai đoạn này mà đã có gia đình đó, thì nên cố gắng ở trong cái gia đình của mình chia sẻ nhiều hơn ở cái khó khăn để mà đôi bên cùng bắt tay nhau mà bước đi, chứ không phải là một mình bươn chải. Đôi khi mình bươn chải nhiều quá mình gọi là mình sẽ biết mệt mỏi, hoặc là mình cảm thấy cái người đàn ông của mình không giúp gì được mình hết, tâm sự với người này người kia ha. Mà như đã nói rồi, các em có số đào hoa rất lớn thì dễ rất là thu hút người khác, nghe anh nào đó ngọt ngọt tai chia sẻ bùi bùi cái đó rồi sẽ có những cái việc nó không có tốt đẹp, dễ gây bất hòa trong cuộc sống đứa đôi. Nên là nếu như mà lấy chồng mà tuổi này mà lỡ mà lấy ông nhâm tuất nữa thì trong 10 năm này thì không nhịn, trong 10 năm tiếp theo mà không nhịn thì chắc là lên được. Cực kỳ cậy nhau về mọi điều. Phải nói rằng là với cái năm vừa, người ta gọi là một số sách anh có nghiên cứu thì gọi là hung niên, hay xảy ra cái việc mà chia lìa tình cảm ở trong cái hung niên này thì cần cẩn thận nhiều điều. Còn đối với là các em mà độc thân thì năm nay với hồng loan đào hoa và hỷ thần đều hiện diện trong cái cung tình duyên, nhưng mà bên đằng sau lại có tuần triền án ngữ, cho nên là tình duyên thì khởi xướng ban đầu rất là tốt đẹp, nhưng mà càng về sau mình thấy nó là càng, các em rất là nhạy cảm, các em sẽ cảm thấy là đây là cái sự lợi dụng, đây là cái sự gì đó đang chỉ đem đến buồn phiền, không có làm cho mình hài lòng đâu. Về lâu về dài thì tính ra là tình có cũng như không, mình sẽ phải suy nghĩ xem là có tiếp tục hay không. Rõ ràng là tuy là có hồng loan đào hoa hỷ thần thì thường là tình cảm rất là có nhiều điều tốt đẹp, tuy nhiên bị trịch và tuần nằm ở sau,
án ngữ hết, cho nên là cuối cùng cũng chả được gì. Cho nên là tình cảm gia của các em độc thân năm nay thì cũng chỉ cho vui thôi. Anh nghĩ là năm vậy cho năm Canh Tý, năm tới năm 2020 rất tốt đẹp cho người tuổi Mậu Thìn, rất là dễ lập lại gia đạo, lập gia đình và có cách ổn định hơn. Còn xét về mặt sức khỏe và bổn mạng thì như đã nói ở trên là về bổn mạng thì là đồng hàng mộc, cho nên là cũng tương đối đỡ đần. Tuy nhiên sao hạn không tốt lại gặp người ta gọi là gặp hung niên của địa chi thì cần quan tâm nhiều hơn sức khỏe của mình, đặc biệt là đề phòng tai nạn nhẹ thôi, không có nặng đâu. Tại vì là các em chỉ sợ sợ kim, sợ năm kim chứ không phải sợ năm mộc, cũng không sợ năm thổ, tại vì dù sao nữa mình cũng khắc nó. Tuy nhiên là mộc của mình khắc thổ thì nó cũng sẽ có những cái va chạm, những cái gì đó nhẹ nhàng ha. Lái xe thì cần cẩn thận, bổn mạng chỉ bất an thôi chứ không có đến nỗi nào bị nguy nan, cho nên đây là một năm cũng có thể là tốt đẹp về mặt sức khỏe và bổn mạng. Rồi đó là cái thông tin mà anh tổng hợp được về cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi các em, báo hiệu rất là nhiều điều khó khăn cả trong tình cảm lẫn trong công việc. Thì bây giờ mình phải vận vào coi cái vận hạn 6 tháng đầu năm của các em nó sẽ là sao. Đầu tiên hết thì đó là tháng Bính Dần, tháng Giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là đã qua rồi ha. Tháng này là tháng Hỏa, cho nên là mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn. Cái việc mà sinh xuất của cái mạng mộc của các em gặp năm mộc này nó đồng hàng thì nó cũng không có đáng kể lắm, cho nên phần sức khỏe nó vậy chứ cũng không có gì. Có đi nữa thì cũng cảm sổ mũi hoặc đau bụng chút xíu là hết ha. Thiên can thì chữ Bính với chữ Mậu là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên Bính thì thuộc hỏa, Mậu thì thuộc thổ, cho nên là thuộc phòng tương sinh, hỏa sinh thổ, có thể là tốt đẹp trong tài lộc công việc của các em. Địa chi Dần Thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hài, cũng không có tương hợp, báo hiệu một tháng gia đạo ổn định vui vẻ. Tháng này tháng Tết mà không vui cũng được ha. Rồi tiếp đến là tháng 2, tháng Đinh Mão, tiếp tục là một tháng gốc hỏa. Tháng này thì không có được tốt đẹp cho lắm đối với cái phần địa chi. Thì tại sao? Tại vì mệnh là mộc cũng sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng cũng giống như tháng Giêng. Tháng 2 thiên can là đinh, thì đinh với mậu thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Hai cái tháng, tháng 1, tháng 2 thì Bính Đinh nó cùng là hành thổ, Bính Đinh nó cùng là hỏa, Mậu là thổ, cho nên là tiếp tục là một tháng tốt đẹp cho công việc, có tài lộc, có sự thanh thông trong công việc ha. Tuy nhiên phần địa chi đó là Thìn với Mão là thuộc nhóm tương hại. Tương hại mà được hiểu ở đây là sự cản trở nhau trong cái công việc, cản trở nhau trong cái mọi điều, cho nên là gia đình sẽ dễ bị xào xáo. Các mối quan hệ làm ăn, các mối quan hệ bạn bè cũng sẽ đem đến cho các em một chút gì đó không có vui vẻ, buồn phiền, vấp váp một tí xíu ha. Các em mà độc thân mà có người yêu thì tháng này dễ hay có gây lộn xào xáo. Tháng 3 âm lịch mới là cái tháng quan trọng. Tháng 3 âm lịch là tháng Mậu Thìn. Một tháng này là tháng tuổi của các em. Người ta nói 60 tháng thì nó mới lặp lại một tháng. Đây là tháng Mậu Thìn của cái năm xung, gọi là năm hung niên của mình, với sao xấu, mệnh sao xấu, hạn xấu, vận niên xấu, gặp tháng tuổi nữa thì rõ ràng là sẽ có nhiều điều không tốt đẹp cả về công việc lẫn cái sức khỏe. Sức khỏe thì không đến nỗi nào, công việc và gia đạo. Như vậy tháng 2, tháng 3 của các em là thấy êm không êm là ha, có nhiều điều mà cần phải suy nghĩ, cần nhiều phải đầu tư hơn mình mới thấy nó ổn định được. Rồi tiếp tục là tháng 4. Tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ, một tháng mộc nữa. Như vậy mệnh cũng giống tháng 3, mộc sẽ đồng hàng sức khỏe và bổn mạng. Ok. Thiên can thì Mậu Kỷ là không xung không hợp được về trạng thái cân
cân bằng tự chủ của thiên can về là bằng ngũ hành thì là mậu kỷ cùng hạn thổ trên công việc tiếp tục được ngon lành. Mới 4 tháng thì chỉ có tháng 3 là tháng tuổi mình phải đề phòng nhiều điều thôi, còn lại là tháng 1, tháng 2, tháng 4 thì rõ ràng là thiên can không có vấn đề, không có xung khắc, không có gì hết, thì hy vọng nó sẽ đem đến công việc dồi dào tiền bạc đối với các em, cũng không có chưa có chuyện gì xảy ra. Địa chi thìn tỵ thì tự chủ bình hòa, cũng không hình hại, cũng không tương hợp, báo hiệu gia đạo cũng không có vấn đề. Tuy là nghe cái vận hạn cả năm, tử vi của cả năm thấy có nhiều điều không ngon lành, nhưng mà nãy giờ vào vận hạn 6 tháng thì 4 tháng đầu thấy êm mà ha, ngon lành, không có chuyện gì xảy ra hết. Tiếp tục là tháng 5 âm lịch, tháng 5 âm lịch là tháng thổ, tháng canh ngọ, như vậy mệnh là mộc khắc thổ, bản mệnh tương khắc tháng, sức khỏe yếu cần cẩn trọng, đặc biệt là rất dễ bị tai nạn. Các em là người mệnh mộc, bị mình khắc thổ thì có bị đi nữa thì cũng nhẹ nhàng, không có việc gì nặng nề đâu. Cẩn thận việc bệnh, có bệnh thì cũng nhẹ thôi, cũng dễ dàng vượt qua. Thiên can thì canh mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tiếp tục là một tháng công việc cũng ổn định, tương đối ngon lành. Địa chi ngọ thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp, gia đạo tiếp tục là một cái điều làm các em thoải mái, không có việc gì xả. Chỉ cần để ý tháng 5 và tháng 6 này là hai tháng cực thổ của cái năm Kỷ Hợi, cho nên là để ý một tí xíu. Tiếp tục là tháng 6 âm lịch, tháng 6 âm lịch là tháng Tân Mùi, tháng này là tháng thổ, như vậy cũng giống tháng 5, bản mệnh thì cần phải để ý một xíu vì mộc khắc thổ. Thiên can tân mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt tử vi, về mặt thiên can thì tháng 5 và tháng 6 tương đối giống nhau, vì tân canh thì cùng kim, mậu thì cùng thổ, mậu thì hành thổ, cho nên là công việc cũng tương đối không có việc gì xảy ra, thậm chí là có tài lộc. Địa chi thì thìn mùi, thìn túc sửu mùi, thìn mùi thì nó nằm trong tứ hành xung, tuy nhiên là thìn mùi cùng hành thổ và nó nằm trong tứ hành xung này, nhưng mà nó sai nhau cho nên là cũng không quá ảnh hưởng lớn lao về cái gia đạo, có chút khó khăn nào. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019, nó có nhiều cái sự khó khăn vì nó bắt đầu của cái 10 năm, cái năm, những năm bắt đầu của 10 năm đại hạn. Tuy nhiên về vận hạn 6 tháng đầu năm thì có nhiều tích cực, chỉ cần để ý tháng 3, tháng 2, tháng 2, tháng 3, tháng 2 thì một tí xíu thôi, chủ yếu là tháng 3 là tháng tuổi của các em, thì mọi chuyện sẽ hành thông. Nếu các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ các video này cho nhiều người tuổi Mậu Thìn nữ mạng biết và ứng dụng vào cái năm Kỷ Hợi này, để mà vượt qua nó một cách nhẹ nhàng, có thắng lợi trong tình cảm cũng như là công việc. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi có thể của gia đình và bạn bè của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.